Bách khoa thần chú trong Harry Potter, bạn biết đến đâu? Thế giới phép thuật của Harry Potter có biết bao các câu thần chú bùa phép. Chắc hẳn các Potterhead đã tự thử tập luyện các câu thần chú mà mãi vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Liệu vốn hiểu biết của bạn về nó tới đâu? Hãy cùng làm bài quiz này nhé! 1. Trong lớp học phép đầu tiên, Harry đã được học về phép gì? Impervious, Wingardium Leviosa, Rudorcio. Wingardium Leviosa. Oh, well done. 2. Bùa trung tín là phép gì mà hay vậy ta? Bùa giữ bí mật và không thể ép người đó nói ra. Bùa giữ lời hứa và phải trả giá bằng mạng sống nếu phá vỡ lời hứa. Bùa bảo vệ tuyệt đối. Bùa trung tín là một loại bùa cực kỳ khó và phức tạp nhưng lại rất hiệu nghiệm khi được dùng để che giấu bí mật. Phù thủy hay pháp sư nắm giữ bí mật ấy được gọi là người giữ bí mật. Điều hiển nhiên là nếu bí mật đó là vô cùng quan trọng, ví như vị trí ngôi nhà của gia đình Potter, thì người giữ bí mật đang nắm trong tay tính mạng của chủ nhân bí mật ấy. 3. Nhìn hình rồi đoán xem câu thần chú gì đây? Stupefy, Expelliarmus, Ridiculous. Xuất hiện lần đầu ở phần 3, Ridiculous là câu thần chú giúp xua đuổi ông kẹ, điều đáng sợ của bản thân bằng cách nghĩ đến những điều hài hước. Đừng quên cảm ơn thầy Lupin vì đã đem tới những điều tuyệt vời nhé! Ridiculous. 4. Đố bạn biết, thần chú để triệu hồi đồ vật bất kỳ là đồ vật thôi là gì ta? Accio, Crucio, Imperial. Accio trong tiếng Latin có nghĩa là tôi gọi, tôi triệu hồi. Thần chú dùng để triệu hồi vật thể từ khoảng cách xa đến người niệm chú. 5. Còn rất nhiều bùa phép thú vị nữa. Hãy chia sẻ và bình luận những câu thần chú bạn ấn tượng nhất nhé. 6.